Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Yamato Phúc 1, trực thuộc hệ thống xe máy Hồng Phúc Thiên Phúc. Mình là Trí, hiện đang công tác tại Yamato Phúc 1, số 575961 Trần Văn Khéo, Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rất hân hạnh được đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Và ở video này mình sẽ mang đến cho các bạn một trong những mẫu xe đáng mua ở phân khúc dưới 40 triệu. Đó là Yamaha Latte, và phiên bản mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là phiên bản trắng ngọc trai. Nếu đối tượng khách hàng của Yamaha Trainer được định hướng là học sinh sinh viên với ưu thế là xe gọn, nhẹ, máy mạnh, thì Latte được Yamaha định hướng cho phân khúc khách hàng nữ trẻ, làm việc trong môi trường công sở, văn phòng, yêu thích thời trang và có phong cách hiện đại. Nhưng khoan, tạm thời chúng ta bỏ qua cái định hướng khách hàng của Yamaha dành cho Latte đi. Vì mình nghĩ sau khi mình giới thiệu các tiện ích cũng như tính năng của Yamaha Latte, thì cho dù bạn là bất kỳ ai làm bất kỳ công việc gì thì Yamaha Latte sản xuất ra cũng là dành cho bạn. Và tiện ích đầu tiên cũng là nổi trội nhất của Yamaha Latte mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cốp xe rộng 37 lít, một trong những mẫu xe có cốp rộng nhất. Giờ thì mời các bạn cùng mình mở cốp khám phá xem chúng ta có thể mang theo những gì khi di chuyển cùng Yamaha Latte. Wow, mở ra mà thấy hai cái nón bảo hiểm là thấy thích rồi đó. Chúng ta sẽ lấy ra từng món để khám phá xem có thể chứa được gì trong cốp xe của Yamaha Latte nhé. Hai nón bảo hiểm, iPad, túi xách, laptop, áo mưa. Wow, tất cả những thứ này đều được chứa gọn trong cốp xe của Yamaha Latte và vẫn còn không gian để các bạn có thể để thêm một vài vật dụng khác vào. À, và thêm một lưu ý nha, các thiết bị điện tử khi các bạn để vào cốp xe thì chúng ta nhớ để vào cái túi chống sốc để đảm bảo các thiết bị không bị ảnh hưởng khi di chuyển qua các cái đoạn đường gồ ghề. Cốp xe chứa những thiết bị vật dụng có giá trị thì mình giới thiệu thêm các bạn một cái tính năng an toàn của Yamaha Latte nữa, đó là nắp bình xăng ở phía trước. Nghe nó có vẻ sai sai á, tại sao đây là một tính năng tiện ích mà giới thiệu là một tính năng an toàn? Chính xác thì đây là một tính năng an toàn các bạn. Vì khi chúng ta đến cây xăng và xuống xe mở cốp thì đó là cơ hội để các đối tượng xấu dễ dàng quan sát được những tài sản giá trị trong cốp xe và đưa chúng ta vào thành con mồi trong tầm ngắm. Và việc chúng ta không cần phải mở cốp xe khi đến tiếp nhiên liệu là một biện pháp tránh được sự chú ý, đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như cho chính chúng ta. Còn với chị em phụ nữ, phái đẹp thì cần những trang phục đẹp, đặc biệt là làm váy thì việc lên xuống xe nhiều quá cũng là một sự nó hơi bất tiện. Và tiện ích tiếp theo mình giới thiệu, các bạn sẽ thấy là Yamaha cực kỳ ưu ái cho phái nữ luôn, khi mà thiết kế cái sàn để chân rất là rộng để chị em có thể thỏa thích diện đầm váy và di chuyển thoải mái với Yamaha Latte. Ưu ái cho phái nữ, vậy có ưu ái cho phái mạnh không? Có luôn nha các bạn. Với cái sàn để chân rộng như thế này thì cánh đàn ông của chúng ta cũng có thể tận dụng để chuyên chở hàng hóa khi cần. Còn đối với di chuyển gia đình thì cái sàn để chân rộng này các bạn có thể lắp thêm ghế phụ, hoặc bạn nhỏ có thể ngồi phía trước mà người điều khiển vẫn có thể điều khiển thoải mái. Thêm một tính năng hiện đại nữa mà Yamaha trang bị cho Latte, đó là khóa thông minh. Bạn chỉ cần giữ remote bên người, đến gần Yamaha Latte và mở khóa với chỉ vài thao tác đơn giản. Mở cốp và mở nắp xăng cũng dễ dàng tiện lợi luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể dùng remote để tìm xe trong bãi xe. Nãy giờ là các tính năng bên ngoài và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến phần động cơ. Yamaha Latte được trang bị khối động cơ Bluecore 125 phân khối, khởi động nhanh, di chuyển nhẹ nhàng, tăng tốc mượt mà, êm ái, đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao nhiên liệu là 1.8 lít trên 100 km, tương đương với 55.6 km trên 1 lít xăng, một trong những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam hiện nay. Mình giới thiệu nãy giờ thì các bạn đã thấy Yamaha Latte sản xuất cho các bạn chưa? Nếu bạn là nhân viên văn phòng thì Latte sẽ giúp bạn mang theo hồ sơ chứng từ. Còn nếu bạn là nhân viên thị trường thì Latte có thể mang theo giúp bạn máy tính, laptop, iPad, catalog cũng như là sản phẩm mẫu. Còn nếu bạn là nội trợ thì Yamaha Latte là một người bạn đường hữu ích mỗi lần chúng ta cần đi mua sắm cho gia đình. Còn nếu bạn nào đang là shipper hoặc các bạn chạy xe công nghệ thì mình đảm bảo với các bạn Yamaha Latte sẽ giúp các bạn mang được nhiều hàng hóa hơn, giảm hành trình tới lui để các bạn lấy hàng cũng như là di chuyển tiết kiệm xăng hơn với động cơ Bluecore. Thêm một ưu điểm của Latte nói riêng và xe Yamaha nói chung, đó là giá cả hợp lý.
Hiện tại thì Yamaha Latte đang bán ra thị trường ở tại xe máy Hồng Phúc Thiên Phúc với hai phiên bản, bản tiêu chuẩn với giá là 38 triệu và bản giới hạn màu bạc nhám với giá là 38 triệu 500 nghìn. Ngoài những quà tặng giá trị khi mua xe thì hệ thống xe máy Hồng Phúc Thiên Phúc còn thêm một ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng nữa, đó là trả góp không lãi suất với mức trả trước cực kỳ thấp. Các bạn chỉ cần chuẩn bị 8 triệu trả trước là có thể sở hữu Yamaha Latte rồi, và kỳ hạn trả góp được kéo dài đến 24 tháng. Bạn cần xem xe thực tế hoặc tham khảo nhiều mẫu xe hơn thì có thể đến showroom của hệ thống xe máy Hồng Phúc Thiên Phúc. Và cửa hàng mình đang công tác là Yamato Hồng Phúc 1, số 575961 Trần Văn Khéo, Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình trên màn hình 0931078338. Rất mong những thông tin mình mang lại là những thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay, cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Yamato Hồng Phúc 1 nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.